Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chỗ gọi là có show diễn cắt cá ngừ. Một cái nhà hàng mà họ nhập cá ngừ tươi mỗi ngày từ chợ cá để có một cái show diễn vào lúc 7:30 tối cho tất cả các thực khách có booking ngày hôm đó. Mình đã coi diễn xẻ cá ngừ rất là nhiều lần, nhưng mà cái cảm giác mà ngồi ở cái quầy bar xong rồi coi họ nói về con cá ngừ, thật ra là nói là bằng tiếng Nhật không à. Xong rồi xẻ con cá ngừ đó và mình thưởng thức cái thịt của chính cái con cá đó ngay tại bàn rất là thú vị. Thông thường những nhà hàng như vậy ở Nhật á, là bạn phải booking trước. Thì hồi trước á, là rất là khó, tại vì mình không có gọi là không có contact và cũng không biết là cái giờ nào để mình có thể booking. Thì hiện nay á, là trên Kalook, trên ứng dụng Kalook là đã có thể cho bạn, bạn ở trên đó sẽ có cái phần mà booking một cái nhà hàng để mà vừa có booking nè, vừa có một cái bữa ăn, một cái set ăn và có thể xem được cái show diễn các cá ngừ này luôn. Mỗi một bộ phận của con cá ngừ sẽ được chế biến thành các món khác nhau, ví dụ như là mắt cá ngừ rồi phần má cá ngừ. Thì cái con cá này á, là khi mà xẻ xong á, thì trên menu màn hình cảm ứng ở trên bàn sẽ có một số các món gọi là special làm từ cái con cá vừa mới được cắt xong. Ở đây các bạn bếp trưởng sẽ giới thiệu cho mọi người biết là cái phần thịt nào thì nó sẽ như thế nào, sẽ làm được món gì, và trong phần thịt cá thì nó sẽ có những cái chất gì đó. Nói chung là mình nghe tiếng Nhật nó cũng tiếng được tiếng mất, nên thành ra là có một bạn dịch lại bằng tiếng Anh, nhưng mà cơ bản là dịch cho vui thôi chứ mình cũng không nghe được đâu, tại vì nó rất là ồn. Cá ngừ ở Nhật sẽ hơi khác với lại các loại cá ngừ ở những nơi như là ở Úc, ở Mỹ, ở Việt Nam, tại vì là nó sẽ có mỡ nhiều hơn, nó mọc, nó tròn hơn. Và cái phần ngon nhất của con cá ngừ là cái phần gần ngay trên bụng, ngay dưới cổ một chút, thì nó rất là nhiều mỡ, nó gọi là otoro. Thì cái phần ít mỡ hơn thì nó sẽ gọi là chiutoro, xong rồi tới phần bụng là phần toro, xong rồi là tới một cái phần gọi là Akami, tức là cái phần thịt màu đỏ. Phần thịt cá mà càng có nhiều vân mỡ màu hồng nhạt là cái phần rất là ngon, đó là phần ngon nhất. Thì ở đây ngoài cái phần set ăn của bên Kalook khi mà mình đã đặt rồi đó, thì mình có gọi thêm một cái phần gọi là phần đặc biệt, phần Otoro Kama. Thì cái phần đó sẽ gồm có 5 miếng sashimi và 4 miếng sushi, làm từ cái phần mà ngon nhất, cái phần ngon tuyệt hảo nhất của con cá ngừ. Nó màu hồng và có vân mỡ trắng, siêu béo, siêu ngon, và đặc biệt là không hề có một miếng mùi tanh nào cả. Các bác sếp ở đây có tay nghề xẻ cá ngừ là cực kỳ điêu luyện. Họ sẽ có một cái con dao thẳng và một cái con dao giống như cái lưỡi liềm có cái móc vậy đó, và chỉ cần kéo một lần là nó đứt, hai lần là nó rời hoàn toàn cái miếng thịt cá ra khỏi cái phần xương cá. Nói chung là coi cảm giác rất là thú vị, tại vì nó thực sự là một cái show diễn, một cái show gọi là xẻ cá ngừ, chứ nó không chỉ là giống như bạn coi một cái bà bán cá ở chợ, mẹ lóc cá ở ngoài chợ. Loại cá ngừ mà phổ biến ở Nhật á, là loại cá ngừ vây xanh, và cái con này á, thì sẽ được gọi là phục vụ khi mà đạt đến một cái size nhất định. Thì có con thì size lớn đến cả 100 kg. Những con cá ngừ mà đạt tiêu chuẩn là phải trên 40 kg, và những con size lớn hơn ở mức 60-70 kg được gọi là những con cá ngừ nữ hoàng. Dù là cái con cá mà trong clip là nặng khoảng cỡ trên 50 kg, nhưng mà cái phần thịt mà được gọi là otoro hay là chiutoro thì chỉ vào khoảng 1-2 kg thôi. Nên phần otoro có thể nói là một cái phần thịt gọi là vừa ngon, vừa hiếm mà vừa đắt đỏ trong một con cá ngừ. Ngay cả khi mà bạn ngồi ở đó xem họ xẻ cá xong rồi á, thì những cái phần mà ví dụ như là phần otoro á, là mình vừa thấy họ xẻ xong là mình chọn ngay trên menu, thì phần của mình chọn mua đã là cái phần cuối cùng của otoro rồi. Cái phần mỡ mà trong phần otoro của con cá ngừ vây xanh á, thì có chứa nhiều omega 3, cái đó là rất là tốt cho sức khỏe. Và ngoài ra đó thì nó cũng có một cái đặc tính rất là đặc biệt. Phần mỡ của cá ngừ này á, thì nó sẽ tan
đặc tính của nó là nó sẽ tan ở một cái nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể người, nên khi mà bạn ăn vào nó sẽ không có tạo gọi là mỡ cứng, nó không có làm cho bạn bị mập giống như là bạn ăn mỡ bò, mỡ heo. Nếu có cơ hội thì mọi người nên thử ăn một lần cho biết. Một lần booking như vậy có giá ở trên Carlux là khoảng từ 800 cho tới 1.3 triệu một người một phần ăn. Một phần ăn như vậy thì nó sẽ có mọi bộ phận của con cá luôn, từ phần lườn cho tới phần bụng. Chúc mọi người ngon miệng.